Hiện cái lời kêu gọi của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chính phủ và cái sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công Thương, Ban giám hiệu trường Đại học Điện lực, nhóm nghiên cứu của Khoa Điện tử Viễn thông và Trung tâm nghiên cứu phát triển và trường động lực đã tập trung nghiên cứu và cho ra đời cái máy thở. Và sau thời gian tập trung nghiên cứu trong khoảng 2 tuần thì nhóm nghiên cứu đã cho ra đời hai phiên bản máy thở. Phiên bản thứ nhất thì có đầy đủ các cái tính năng cơ bản và có thuận lợi là sử dụng các cái vật liệu từ linh kiện có sẵn trong nước và có thể sản xuất với số lượng lớn trong thời gian ngắn, và với loại máy này thì hoàn toàn có thể đáp ứng được cái nhu cầu máy thở trong tình huống khẩn cấp khi mà dịch bệnh mà lây lan trên diện rộng. Còn phiên bản thứ hai thì đầy đủ các cái tính năng hơn, đặc biệt là các tính năng an toàn. Nhưng mà tuy nhiên thì cái vật tư linh kiện thì phụ thuộc vào các cái linh kiện của nhập khẩu từ nước ngoài, cho nên cái việc mà sản xuất với số lượng lớn trong thời gian ngắn sẽ có nhiều khó khăn hơn. Cho nên là chủ trương của theo chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường thì nhóm nghiên cứu sẽ đang tiếp tục xin ý kiến của các nhà khoa học cũng như là cộng đồng để có thể tiếp tục hoàn thiện cái sản phẩm trong thời gian tới. Và sau khi hoàn thiện thì lãnh đạo nhà trường chỉ đạo nhóm nghiên cứu là sẽ sẵn sàng chia sẻ cái thiết kế để cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất cũng như là cộng đồng xã hội hoàn toàn có thể cải tiến, tiếp tục hoàn thiện cũng như là sản xuất với số lượng lớn đáp ứng cái nhu cầu phòng chống dịch trong cái trường hợp.